Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, Liên đoàn Lao động Thành phố đã khai mạc hội thao khối các trường đại học cao đẳng, các đơn vị giáo dục và đào tạo năm 2024. Đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, trưởng ban tổ chức hội thao. Hội thao là một hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học tập lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tăng cường sức khỏe trong cán bộ, giảng viên, đoàn viên công đoàn, khối giáo dục và đào tạo và những đơn vị khách mời. Hội thao khối các trường đại học cao đẳng, các đơn vị giáo dục và đào tạo năm nay có 49 đơn vị với khoảng 869 lượt vận động viên đăng ký tham gia. Các đội thi tranh tài với 6 môn: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, cờ tướng, kéo co và nhảy bao bố. Các nội dung thi đấu diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sài Gòn. Hội thao diễn ra từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024. Với tinh thần nhiệt huyết trung thực, các vận động viên đã cống hiến hết mình trong từng môn thi đấu. Hội thao này là một hội thao truyền thống hàng năm do Liên đoàn Lao động tổ chức cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng đã từ rất lâu rồi, hội thao này đã là một cái ngày hội, một cái ngày gọi là họp mặt của tất cả các anh chị em yêu quý thể thao của các trường. Và đã từ lâu thì hội thao cũng đã mang lại những cái giá trị tốt đẹp về sự gắn kết của các công đoàn viên, viên chức, người lao động của các trường. Và qua đó cũng xây dựng một cái môi trường rèn luyện về thể dục thể thao rất là rộng khắp ở thành phố Hồ Chí Minh. Để tham gia được hội thao ngày hôm nay thì đơn vị của chúng tôi đã rất là cố gắng, sắp xếp, dành nhiều thời gian, nhiều quyết tâm, nhiều nỗ lực để có thể tập luyện và tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Hội thao thể dục thể thao đó là một cái phong trào nói chung là hàng năm của Liên đoàn Lao động. Thì đây chính là một phong trào giúp cho không những là bên cạnh cái việc giảng dạy tại học đường thì đây là cơ hội cho các thầy cô tập luyện thể lực để đưa vào các phần là chất lượng giảng dạy thật là tốt. Có sức khỏe thì công việc nó mới có chất lượng. Kết quả, ban tổ chức đã trao 22 giải nhất, 22 giải nhì, 42 giải ba và các giải phụ bao gồm 3 giải toàn đoàn, 2 giải phong trào, 1 giải phong cách, 2 giải đội cổ động xuất sắc nhất, 3 giải vận động viên nữ duyên dáng và 13 giải người cao tuổi cho các đội tham gia dự thi.